media. Đây là thuốc dành cho bệnh nhân suy tim mà. Đúng vậy. Nhưng mà bình thường thì tôi không bị gì hết. Tại cô hết đó. Hôm nay cô bỏ thuốc vào cái túi nào cũng không nhớ là sao, kiếm hoài cũng không thấy. Suốt cuộc Bông vẫn chưa biết chuyện bà bị bệnh suy tim đúng không? Suốt cuộc Bông vẫn chưa biết chuyện bà bị bệnh suy tim đúng không? Nó vẫn chưa biết đâu. À, cô à, xem như tôi cầu xin cô đừng nói cho Bông biết. Nhưng con nghĩ rằng Bông nên biết chuyện này để cô ấy còn chăm sóc cho bà. Tôi tự lo cho mình được mà. Bà... Cô à, cô quen biết Bông như thế nào vậy? Con đang làm việc trong bệnh viện thì Bông bị tai nạn và được đưa vào. Nhưng cậu ấy bướng bỉnh, không chịu băng bó vết thương. Con đã buộc cậu ấy ở lại trị vết thương nên từ đó mới quen nhau. Nhưng tôi nhớ rõ ràng là tôi đã từng gặp cô ở nhà của Bông mà. Tôi nghĩ hai đứa không chỉ quen biết nhau đơn thuần thôi đâu, đúng không? Bà ơi bà đã hiểu lầm rồi. Gì chứ, tôi không cần biết Bông dẫn cô về nhà vì lý do gì. Nhưng khi Bông đã dẫn về, nghĩa là không phải chuyện bình thường đâu nha. Bà ơi bà, nhưng... Cô à, cô quen Bông đã lâu chưa vậy? Dạ, vẫn chưa lâu. Vậy Bông có từng kể về ba mẹ của nó cho cô nghe chưa? Vậy Bông có từng kể về ba mẹ của nó cho cô nghe chưa? Bà chủ ơi, bà đừng có kể mà. Nếu cậu Bông biết được chắc chắn sẽ giận bà lắm đó. Ai mượn cô xen vào chứ? Nhưng mà... Thiệt tình... Cuộc đời của Bông thật sự rất đáng thương. Có ba có mẹ mà cũng như không. Ba mẹ không chịu nuôi nấng nó. Tôi mới là người nuôi nó lớn. Dù cho tôi có yêu thương nó nhiều đến mức nào đi nữa, cũng không thể bằng tình cảm của ba mẹ được. Bà chủ ơi, vậy đủ rồi. Bà chủ... Cô thôi đi nha. Cô muốn đi đâu thì đi liền đi. Đi đi. Nhưng bà... Đi mau. Trời ơi... Tôi phải kể cho cô nghe chuyện của nó vì tôi muốn cô biết lý do tại sao tôi lại không muốn nói cho nó biết tôi đang bị bệnh gì. Tôi không muốn Bông sợ rằng cuộc đời của nó không còn ai quan tâm tới nó nữa. Nhưng mà... Cô à, Bông thật sự không có ai hết. Thậm chí bạn bè nó cũng không có. Bông chỉ thích ở một mình. Nên khiến cho người khác hiểu lầm rằng Bông không muốn làm bạn với bất cứ ai. Nhưng thực sự không phải như vậy. Bông, nó ở một mình vì nó không biết cách đến gần với mọi người. Bông chưa hề nhận được tình cảm từ ai, cho nên nó mới không biết việc yêu một người nào đó là phải làm như thế nào. Bà ơi bà, con và Bông không phải là... Tôi thấy hay là vậy đi. Tôi nói giả sử thôi. Giả sử như là thằng Bông của tôi thật sự có cảm xúc gì đó với cô. Tuổi tác không phải là rào cản đâu, mà điều này phụ thuộc vào cô cảm thấy như thế nào đối với Bông. Và nếu như cô không có cảm xúc gì với Bông thì cô phải nhanh nói cho Bông biết, đừng để cho thằng bé tự ngộ nhận. Vì đối với người khác, khi họ thất vọng thì vẫn còn có gia đình, còn có bạn bè an ủi dỗ về. Nhưng còn Bông, ngoại trừ bà già này ra thì nó không có ai hết. Nếu thực sự cô không có cảm xúc gì với Bông hết thì tôi vẫn cầu xin cô đừng nói chuyện tôi bị bệnh cho nó biết được không? Nếu thật sự cô không có cảm xúc gì với Bông hết thì cũng đừng nói chuyện tôi bị bệnh cho nó biết. Bông à, chị đi xa. Rốt cuộc bà nội của tôi bị cái gì?
Nội của cậu luôn làm việc quá độ, vì tuổi càng cao nên sức khỏe càng yếu vậy thôi. Nếu vậy, nội có bệnh gì trong người không? Như huyết áp, bệnh tiểu đường hay là bệnh tim gì đó? Những bệnh đó phải đi xét nghiệm, chứ chỉ nhìn sơ qua không chắc chắn được đâu. Nội của cậu vẫn còn khỏe, cậu đừng quá lo lắng. Vậy là nội của tôi không có chuyện gì đúng không? Thì tôi cũng đã nói rồi đó, nội của cậu vẫn khỏe. Còn nếu muốn tôi cho lời khuyên, cậu hãy nghỉ làm ở quán bar đi, vì bà cần có người ở bên chăm sóc, nhất là vào bữa tối. Cậu cười gì vậy? Tôi hạnh phúc. Nè, khoan hãy vui mừng chuyện sức khỏe của nội cậu, cũng như những gì tôi đã nói, cậu cần phải đưa bà đi xét nghiệm. Chuyện đó tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng tôi nói tôi hạnh phúc là bởi vì chuyện của chị. Chuyện gì chứ? Chuyện chị khuyên tôi và quan tâm tới tôi. Thì ý tôi là vì tôi muốn cậu có thời gian lo cho bà nội. Nếu vậy tôi càng hạnh phúc hơn. Cậu vui vì chuyện gì nữa? Tôi hạnh phúc bởi vì lúc này, ngoài việc chị lo cho tôi ra, chị còn lo cho bà nội của tôi nữa. Thì cậu là người gọi tôi đến xem bệnh tình của bà nội cậu mà. Thì bà ấy cũng như là bệnh nhân của tôi mà thôi. Tôi phải chăm sóc và làm tròn nhiệm vụ của mình chứ. Làm tròn nhiệm vụ sao? Vậy chị an ủi tôi làm gì hả? Vì tôi... Ê, nè! Bỏ ra! Chị đi xa. Chị biết không, lúc tôi nhìn thấy bà nội của tôi ngất xỉu, tôi cảm thấy lo sợ vô cùng. Tôi không biết phải làm gì hết, không biết phải giúp bà nội như thế nào. Và người đầu tiên tôi nghĩ tới là chị. Cảm ơn chị nhiều lắm vì đã đến để giúp tôi. Chiêu, anh bớt nói với tôi là bà của cậu không khỏe, cho nên tôi tới thăm. Nội đang nghỉ ngơi ở trong phòng, cậu vào đi. Chị đi sao? Cậu hãy chăm sóc tốt cho bà của mình. Kể từ giờ nếu bà của cậu không khỏe thì cậu cứ gọi cấp cứu hoặc kêu bác sĩ đến. Đây là tất cả những gì tôi có thể giúp cậu. Nhưng Lisa đã nói với con là nó đến giúp cho bạn của nó rồi kia mà. Sao con cứ gọi cho nó hoài vậy chứ? À, hay là con đang nghĩ rằng Lisa không đến tìm bạn mà đi tìm người khác có đúng không? Con tin rằng Lisa đang đi giúp đỡ bạn mình. Con liên tục gọi điện thoại là vì con lo cho cô ấy. Lisa là vợ của con mà mẹ.
vì con lo lắng cho vợ của mình chẳng lẽ là sai hay sao chứ? Con đừng có ở đó cằn nhằn mẹ nữa. Mẹ nói như vậy là vì mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con không để ý rằng dạo gần đây Risa nó không thèm ngó ngàng gì tới con hay sao? À, hay là nó cho rằng con có thể tìm tình nhân thì nó cũng có thể làm giống như con. Risa không bao giờ có tình nhân khác đâu. À, thôi được rồi, con bình tĩnh lại đi. Mẹ không muốn la mắng gì con đâu. Mẹ chỉ đang tìm cách làm sao để giúp cho con ly hôn với Risa mà thôi con à. Mẹ à, mẹ hãy thôi nghĩ đến chuyện vợ chồng của con ly hôn đi mà. Vì con sẽ không bao giờ ly hôn với Risa đâu. Tại sao chứ? Con đã có người phụ nữ khác rồi thì ly hôn với nó cho rồi đi chứ. Nhưng mà con đã chọn Risa rồi. Mẹ không chịu nổi cô ta đâu. Vì vậy mà hôm nay mẹ đã hẹn cô Si Trung và Bun đến nhà của chúng ta phải không hả? Con nói cho mẹ biết trước, đây là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất con đi cùng với Bun đó mẹ à. Bởi vì con không thấy vui khi mọi người không tôn trọng vợ con như vậy. Trong thời gian qua con đã đối xử tệ bạc với Risa lắm rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu. Mẹ hãy dừng việc ghép đôi con với Bun lại đi mẹ à. Con chỉ cần duy nhất một mình Risa là đủ rồi. Mẹ không thích Risa chút nào đâu. Con đã nói rồi, con chỉ cần duy nhất một mình Risa mà thôi. Anh hỏi thật em có được không? Anh định hỏi điều gì? Em không có đến tìm Khem có đúng vậy không hả? Nếu như em không đi tìm Khem, vậy thì anh nghĩ em đi tìm ai chứ? Lúc ăn ở nhà hàng, Gate đã gọi cho em phải không? Sao anh lại nghĩ là Gate gọi cho em chứ? Vì Gate đã gọi cho anh, nhưng mà anh không nghe máy. Vậy sao anh lại không nghe máy? Lúc nãy em chưa nghe những gì anh đã nói với mẹ thật sao hả? Khoan đã Risa. Bây giờ anh thực sự không cần Ghét, cũng không cần cả Buôn luôn. Và bất kỳ người phụ nữ nào khác anh cũng không cần đâu. Anh thực sự chỉ cần mỗi mình em mà thôi Risa. Ghét lái xe bị tai nạn cũng là vì anh mà ra thôi. Tối hôm trước anh đến thăm cô ấy để biết cô ấy có bình an hay chưa. Anh chỉ làm vì trách nhiệm mà thôi em à. Dù cho anh không cần Ghét nữa, nhưng mà Ghét vẫn rất cần anh đó. Anh không quan tâm đâu. Anh chấp nhận bị chửi là một thằng điếu hay là một thằng đàn ông ích kỷ cũng được, vì anh thực sự như vậy. Nhưng mà anh sẽ không bao giờ quay lại với Ghét hay bất kỳ người khác để khiến cho em đau lòng nữa. Em hãy cho anh cơ hội nha Risa. Anh có thể ôm em được không?
Chị Trisa, chị biết không, lúc tôi nhìn thấy bà nội của tôi ngất xỉu, người đầu tiên tôi nghĩ tới là chị. Bản quyền lồng tiếng thuộc Hải Nam Media. Mẹ à, sao chúng ta phải tự giặt đồ chứ? Con vẫn còn ở đó mà hỏi sao? Nhà chúng ta giờ chỉ còn cái giỏ thôi đó. Con cũng biết là đã bao nhiêu tháng rồi mẹ không trả lương cho người làm nên họ nghỉ việc hết rồi. Kể từ bây giờ, đồ của con á thì con hãy tự con giặt đi. Ấy, con không chịu đâu, làm sao đây? Bộ khó lắm hay sao hả? Chỉ cần con bỏ tất cả đồ dơ vào máy giặt, sau đó thì đổ một nắp nước giặt vào bên trong, vậy là xong rồi. Ơ, điện thoại reo kìa, không chịu nghe đi. Là cô Lát Gia. Ui, sao không nói sớm chứ, con này. Alo, xin chào chị. À, không sao, chuyện đó tôi có thể hiểu được mà. À, chị không cần phải lo gì đâu. Ôi, dĩ nhiên là được rồi. Được mà chị, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho tụi nhỏ đi ăn lần nữa. À, được chứ, tạm biệt chị nha. Con hỏi thiệt mẹ nha, cô Lát Gia vẫn muốn anh Ác đi dùng bữa với con nữa hả? Chứ còn gì nữa, cô ấy gọi đến khẳng định rằng cho dù như thế nào đi nữa thì Ác cũng sẽ ly hôn thôi. Con cũng đã nghĩ kỹ rồi mẹ à, dì đã gặp con rồi, anh Ác chắc chắn sẽ muốn ly hôn thôi. Con đừng có tự tin quá. Hôm nay lúc dùng bữa thì mẹ có thấy Ác nhìn con gì đâu. Vì anh ấy đi cùng với vợ mà, làm sao mà có thể nhìn con chằm chằm được chứ. Đi cùng vợ, lúc Risa đi rồi nó có thèm nói gì đâu. Nếu thật sự thằng Ác không chịu con thì làm sao đây? Thì chúng ta đi tìm rể từ nhà khác chứ sao. Vẫn còn rất nhiều con trai giàu có khác kìa mà. Một gia đình uy tín như chúng ta thì nhà nào mà không muốn làm xui chứ. Đàn ông thì nhiều, nhưng có dễ vào như nhà của cô Lát Gia hay không hả? Thời đại bây giờ con không thể dễ dàng gì lấy được tiền từ đàn ông đâu. Con có biết hay không vậy? Con trai nhà họ hẹn hò với ai thì họ sẽ kiểm tra thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Chỉ có nhà cô Lát Gia là không kiểm tra gì hết, còn muốn dân con trai cho con đó. Nè, lối đi đã mở rộng như vậy rồi, còn phải quậy cho vợ Ác bỏ chạy, và rồi con sẽ làm dâu ở nhà của Lát Gia. Mẹ không cần phải lo chuyện này đâu, để con tự giải quyết được rồi. Hôm nay cảm ơn cậu nha Chiêu, đã tới chăm sóc cho bà của tôi. Để tôi kêu anh Bóp đưa cậu về. Không sao đâu, tôi tự gọi xe về được mà. Vậy sao được chứ, trời đã khuya rồi. Cứ để cho anh Bóp đưa cậu về đi. Hay là gọi bạn trai cậu tới đón cậu được không? Tôi đã chia tay rồi. Chia tay rồi? Khi nào vậy hả? Chia tay hơn một tháng rồi đó. Sao tôi không biết gì hết vậy? Không có gì lạ đâu. Vì bây giờ tôi đâu phải là người phụ nữ mà cậu quan tâm nữa. Cậu lại ám chỉ chị Risa đúng không? Định hỏi chuyện gì chị ấy hả? Tôi không nên hỏi có phải không? Chị ấy là người đặc biệt với cậu mà. Rồi sao? Cậu hỏi như vậy nghĩa là cậu không thèm quan tâm chuyện chị ấy là ai. Nếu như tôi nói là chị ấy là người đã có chồng rồi thì cậu có bận tâm không? Rồi sao hả? Nè Bông, cậu không có được cướp vợ của người khác nghe chưa? Cậu không quan tâm nhưng mà tôi không chấp nhận được đâu. Cậu quên rồi hả Chiêu? Cậu và tôi đã không còn là gì của nhau nữa. Nhưng tôi là bạn của cậu mà. Tôi có thể không phải là người đầu tiên cậu nhớ đến như lúc trước nữa, nhưng mà tôi là người đầu tiên chạy tới tìm cậu mỗi khi cậu không có ai bên cạnh. Cậu quên rồi sao?
Tôi biết rõ là cậu lo lắng cho Bông mà. Cậu cũng biết rằng Bông rất cứng đầu đó. Nếu cậu ấy muốn thì ai mà cản được chứ. Cảm ơn cậu nhiều nha Tuân. Cảm ơn chuyện gì chứ? Cảm ơn vì cậu đã nhắc nhở tôi là tôi phải nói chuyện với ai. Dạ tôi xin lỗi cô, bác sĩ Akabun gọi điện tới nói là hôm nay anh ấy không tới được. Không có gì đâu, hôm nay anh ấy không tới thì ngày mai sẽ phải tới mà thôi. Dạ. Sáng nay tôi định kể cho cô nghe chuyện này nhưng mà quên mất. Về chuyện gì vậy? Thì chuyện của ghét chứ còn gì nữa. Khiêm à, tôi không muốn nghe đâu. Cô nghe trước đi, nghe tôi nói đi đã ha. Chuyện lạ, hôm qua lúc tôi đang trực ca thì tôi tình cờ đi ngang qua phòng của con nhỏ ghét đó. Tôi thấy một người đàn ông bước ra khỏi phòng cô ta. Đủ rồi Khiêm à. Cô nghe trước đi đã. Cái người đó tôi nhìn mặt thấy rất là quen, nhưng mà nhất thời không có thể nhớ được người đó là ai. Rồi tối hôm qua tôi trăn trở vắt óc suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng nhớ ra được người đàn ông đó là ai rồi. Biết ai không? Tôi xin lỗi, anh đến khám bệnh hay sao? Tôi không đến để khám bệnh, mà đến để nói chuyện về vợ tôi. Nếu vậy thì vợ của anh tên là gì? Để tôi nhờ y tá tìm hồ sơ giúp cho anh. Tên là Ghét. Là bà chủ của một thẩm mỹ viện. Không biết bác sĩ có quen hay là không đi. Ghét là vợ của anh sao? Nói cô ta là vợ tôi thì cũng không đúng lắm đâu ha. Gọi là vợ cũ của tôi thì đúng hơn. Ghét đã chia tay với tôi vì cô ta ngoại tình đó. Tôi nghĩ là đã có hiểu lầm gì rồi. Vậy sao? Nhưng mà ở trong này có chứa bằng chứng từ hình ảnh cho đến video luôn nè. Anh là ai vậy? Tên là gì? Anh nghĩ rằng tôi chỉ đoán mò thôi sao? Cũng được thôi. Nếu anh nghĩ rằng tôi chỉ đoán mò và buộc tội anh có gian díu với vợ của tôi, tôi nghĩ bằng chứng mà tôi có đưa cho viện trưởng xem thì hay hơn đó. Anh thấy sao? Anh không được làm vậy đâu. Nhìn anh khẩn trương như vậy có nghĩa là anh đã thừa nhận rồi còn gì, là anh đã lén lút ngoại tình với vợ tôi. Tôi không còn qua lại với Ghét nữa rồi. Cũng chính vì như vậy tôi mới đến đây để nói chuyện với anh. Anh biết không, tôi yêu Ghét nhiều lắm. Tôi yêu Ghét rất nhiều nhưng cô ta vẫn cứ đòi chia tay rồi chạy đi yêu anh, mặc dù cô ta biết rằng anh đã có vợ rồi. Tôi nghĩ như vậy là không công bằng khi chỉ để cho phụ nữ chịu tổn thương. Rốt cuộc anh muốn gì? Cũng không khó gì đâu. Nếu như anh không muốn mất danh tiếng thì hãy ly hôn với vợ của anh, sau đó kết hôn với Ghét đi. Tôi đã nhớ ra người đàn ông bước ra khỏi phòng của Ghét. Anh ta chính là cái người đã khiến Ghét trốn thực tập lúc học điều dưỡng cùng với chúng ta đó. Hai người đó lén lúc hẹn hò mỗi đêm cho tới lúc mang thai. Tên là Atit hay là cái gì đó? Có phải Atit không? Ôi, đúng. Tên là Atit. Anh ta có thấy cô không? Ôi, cho dù là Atit có nhìn thấy mặt của tôi với cô thì cũng không có nhớ gì đâu. Vì trước đây anh ta có bao giờ gặp chúng ta đâu chứ. Chỉ có hai chúng ta lén quan sát lúc Ghét lén đi theo anh ta mà thôi. Rồi tìm cớ giúp cô ta mỗi khi giáo sư hỏi tới đó.
Em có thể nói chuyện với chị một chút hay không?